Tiếp nối cảnh cuối của tập trước, sau khi đã quay trở lại, thịt kim sĩ đại bàng đã được đem lên nồi chế biến. Một phần thì dùng làm lẩu, một phần còn lại dùng để xào nấu đủ loại món ngon. Thạch Hạo và Thanh Nghi đang ngồi chờ đợi, xung quanh rất nhiều người bàn tán. Thanh Nghi đã đói bụng, nhưng thịt đại bàng lại quá dai, cần thêm chút thời gian nữa. Đề Sung nhận lời khiêu khích, nên trực tiếp đi tới Bát Chân Lâu tìm Thạch Hạo để báo thù. Người còn chưa đến mà khí tức đã cuồn cuộn, đồ đạc trong Bát Chân Lâu bị gió thổi bay tứ tung. Đề Sung lên tiếng yêu cầu Thạch Hạo ra ngoài đánh một trận. Nếu đối phương đã mời, Thạch Hạo ngại gì không đi ra. Sự xuất hiện của hắn khiến tất cả người xung quanh bàn tán xôn xao. Lần này sắp có cái để xem rồi. Ý đồ Thạch Hạo rất rõ ràng, cậu là đang cố tình kéo Đế Sung đến Bát Chân Lầu để cho người khác chứng kiến. Người bên ngoài tiền cổ cũng dán mắt vào cuộc so tài này. Thạch Hạo lên tiếng hỏi rõ ràng xem lần này có phải bản thể của hắn đến hay không. Nếu không phải thì tự mình tắm rửa sạch sẽ, thừa dịp thịt kim sĩ đại bàng chưa ra nồi sẽ thêm cả hắn vào hầm chung luôn. Lời này quá chí mạng, Đế Sung điên tiết, hắn trực tiếp xông lên đánh phủ đầu. Thạch Hạo cũng lao ra đối chiến, trường thương vai chạm liên tục. Ai cũng biết cách chiến đấu phổ thông bình thường như thế này chỉ là màn khởi động cho nóng người mà thôi, căn bản không thể đánh bại đối thủ được. Đế Sung cũng gọi ra chân thân của mình, hình dạng chân thân của hắn là một con chim chín đầu. Mỗi một cái đầu là một cái mạng, chỉ khi chém dụng toàn bộ chín cái đầu thì mới bị tiêu diệt. Thạch Hạo thẳng thắn cho biết, cậu gọi hắn đến là muốn đứng trước mặt mọi người chẳng truyền thừa của tiên điện, cũng là đang báo mối thù cho Chí Tôn Đạo Tràng năm đó. Nếu không thì cậu cũng không xứng được mọi người gọi là đại sư huynh của Chí Tôn Đạo Tràng. Bản thể Đế Sung lao đến tấn công phủ đầu, định dùng cái mỏ sắc nhọn đâm lùng người Thạch Hạo. Cậu sử dụng trường kích ngăn cản, ngưng tụ sức mạnh sấm sét vào trường kích, rồi ném một kích khủng khiếp về phía con chim. Cho dù nó đã sử dụng bộ móng vuốt sắc nhọn ngăn cản thì cũng không chống cự được nổi 5 giây. Trường kích trực tiếp đâm xuyên cơ thể, như vậy là đã chém giết được một mạng. Thanh Nghi nhìn thấy kết quả này cũng bất ngờ, nàng không ngờ rằng thực lực Thạch Hạo đã mạnh như vậy. Cho dù đối mặt với công pháp cấm kỵ của tiên điện, cũng không rơi xuống thế yếu. Đế Dung lại ngưng tụ ra một cái cơ thể và tự tin cho rằng với chín mạng của mình, hắn ta sẽ bất tử. Mới mở màn đã dùng đến bí thuật bậc này, xem ra là muốn đánh nhanh, thắng nhanh rồi. Thạch Hạo không thấy vội, cậu vẫn để cho hắn ta khôi phục lại sức mạnh như cũ. Điều mà cậu không biết, đó là Nguyệt Thiền vẫn đang quan sát toàn bộ. Nguyệt Thiền dựa vào cảm xúc của Thanh Y để phán đoán tình hình. Trong lòng Thanh Y hoàn toàn không có dấu hiệu hoảng sợ. Từ điều này liền có thể suy đoán Thạch Hạo rất tự tin, có lẽ là đã có cách đối phó. Đế Sung biết được ý đồ của Thạch Hạo nên phản ứng rất nhanh. Chỉ với vài chiêu giao thủ, Thạch Hạo đã bị chém bay ra xa. Điều này làm cho cậu thắc mắc, tên này giống như đoán trước được chiêu thức của mình. Nguyệt Thiền nhìn thấy Thanh Y lo lắng, liền biết cậu đã yếu thế, nàng ta truyền âm thông báo. Đế Sung nghe vậy cũng bắt đầu tung ra sát chiêu triệu hồi ra một cái đỉnh khổng lồ đánh về phía Thạch Hạo. Cậu ta không kịp tránh né nên lập tức bị cái đỉnh trấn áp vào bên trong. Ngay sau đó, hắn ta lại triệu hồi ra 100 thanh kiếm sắc bén đâm vào trong cái đỉnh. Thạch Hạo tạo ra một cái kết giới ngăn cản, rồi gồng mình bạo phát sấm sét phá hủy cái đỉnh thoát ra ngoài. Trải qua lần này, cậu càng chắc chắn rằng tên kia đã đọc được chiến lược của mình, không chỉ biết trước chiêu thức mà đường đi cũng biết trước luôn. Thanh Y nhớ đến lời một tên thanh niên tiên điện, hắn ta từng nói rằng Nguyệt Thiền có thể nhìn thấu triệt suy nghĩ trong lòng. Từ điều này, Thanh Y lập tức biết người đứng sau đang thông báo cho Đế Sùng chính là Nguyệt Thiền. Nàng tức giận, nội tâm mình bị đọc trộm, hành vi bị ổi như vậy mà Nguyệt Thiền cũng làm được. Bị xéo tên, Nguyệt Thiền bình thản cho rằng Thanh Y tự cam chịu đọa lạc, đạo tâm bị che mờ. Mình chỉ đang giúp bằng hữu trấn áp tội huyết đại hung mà thôi. Đây cũng là muốn nhanh chóng cứu vớt Thanh Y để quay về con đường chính đạo. Thạch Hạo lên tiếng châm chọc Đế Sùng. Hành vi đều bất chính, không hổ là tiên điện. Vốn tưởng rằng hắn ta làm truyền nhân chính thức sẽ có chút thể diện, ai ngờ lại tìm được người âm thầm trợ giúp. Ngay từ đầu đã không định chiến đấu công bằng, không muốn bị lợi dụng, Thanh Y lập tức phong bế cảm xúc. Nhưng mà Nguyệt Thiền vẫn suy đoán được Thanh Y không có cảm xúc hoảng loạn. Đế Sung sử dụng ra thực lực thực sự, hắn bạo phát sức mạnh, luồng xương tiên khí vào xung quanh cơ thể. Không ngờ rằng thực lực tên này đã đột phá. Tuy chỉ là làn xương mỏng kém hơn Trích Tiên,
Nhưng mà đây cũng là một bước nhảy vọt về sức mạnh. Hắn tự tin nhiều đầy cũng đủ để chém dụng Thạch Hạo rồi. Nguyệt Thiên lại nhắc nhở Thành Ý, chỗ dựa lớn nhất là Thạch Hạo sắp bị chém dụng rồi. Ở trong tiên cổ sẽ không có nơi nào bảo vệ được nàng ta nữa. Khi đó, thứ thân sẽ hợp nhất với chủ thần, Nguyệt Thiên sẽ chính thức đột phá mở ra tiên khí. Đế Sung chủ động xông lên tấn công phủ đầu, Thạch Hạo cũng xông ra đối chiến. Cả hai dùng trường kích chém qua chém lại, Thạch Hạo có vẻ yếu thế hơn. Hắn vung trường kích tạo ra ba cái lốc xoáy thôn phệ vạn vật. Thạch Hạo tránh né rồi sử dụng luân hồi bảo thuật đánh trả lại. Năm xưa, Nguyệt Thiền đã bị trúng chiêu này, từ dáng vẻ trưởng thành biến thành một bé gái 6 tuổi và bị Thạch Hạo trêu đùa một trận. Hôm nay Đế Sùng cũng được trải nghiệm sức mạnh của luân hồi bảo thuật. Tốc độ ra đi của hắn được tính bằng giây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn ta đã biến thành một lão già râu tóc bạc trắng. Thạch Hạo lao đến tặng cho một cú sút vào bụng, khiến hắn ta đâm ầm xuống đất. Chật vật đứng dậy, hắn vô cùng hoang mang. Thạch Hạo chẳng qua là một tán tu, còn mình là truyền nhân tiên điện được tông môn bồi dưỡng rất nhiều tài nguyên. Thạch Hạo mỉa mai ngược lại, điều đó càng chứng tỏ sự bất tài của hắn. Nói rồi, cậu cũng tặng cho tên này một trường kích vào người, ghen liễu hắn ngay tại chỗ. Nguyệt Thiền biết kế hoạch hỗ trợ của mình đã bị nhìn thấu, nên không hỗ trợ được nữa. Hắn ta nhanh chóng ngưng tụ ra một cơ thể mới, triệu hồi ra một tòa cung điện rồi bắt đầu thiêu đốt tiền huyết trấn áp, rồi kéo Thạch Hạo vào trong trấn ma điện. Bên trong là một cái không gian rộng lớn, kiến trúc đồ sộ. Hành động của Thạch Hạo sẽ bị cản trở, mà thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Trên bầu trời đang có rất nhiều tảng đá khổng lồ giáng xuống, không gian nơi này có hạn. Hắn muốn xem cậu sẽ tránh thoát những tảng đá này như thế nào. Thạch Hạo không tránh né, cậu dùng trường kích ngăn cản trực diện. Dù những tảng đá này không chấn áp được thì cũng không sao, pháp lực mà cậu sử dụng sẽ được truyền lên người giúp hắn ta càng mạnh. Ba luồng khói đen đâm vào người khiến cậu bị đánh bay xuống đất. Tưởng rằng Thạch Hạo đã thành một miếng thịt, ai ngờ hành động của Đế Sung lại vô tình trợ giúp. Làn khói đen có ẩn chứa tiên khí, nó vô tình giúp cậu tẩy rửa cơ thể, khai thông kinh mạch. Công kích không làm cậu bị thương mà ngược lại còn giúp cậu có thêm sức mạnh, khí thế cuồn cuộn bạo phát ra ngoài. Đế Sung ngừng tụ pháp lực vào một quả cầu ánh sáng. Thạch Hạo chỉ cần dùng một chút sức mạnh của chí tôn huyết đã ngăn cản đòn công kích. Dư chấn lan tỏa ra xung quanh khiến tòa nhà bị đổ sập. Hắn ta chứng kiến cỗ sức mạnh này cũng phải giật mình. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ, tiếc rằng vẫn không địch lại quả cầu sức mạnh của Thạch Hạo. Chiêu thức hai bên va chạm tạo ra một vụ nổ phá hủy mọi thứ xung quanh. Thạch Hạo ngưng tụ ra một thân ảnh thần ma khổng lồ, khí thế ngút trời. Đế Sung bị nhốt vào trong một lồng kết giới. Thạch Hạo muốn nhân cơ hội này tính toán một trận rõ ràng. Cậu gọi đến một thanh kiếm rồi bắt đầu chém lên người hắn. Lúc này, hắn ta đã là một miếng thịt trên thớt, mặc cho người khác chặt chém tùy ý. Sau khi bị đánh bại, cơ thể Đế Sung lại được phục sinh. Nhiều lần bị làm nhục như vậy, hắn ta đã quá điên tiết. Hắn lập tức sử dụng sai chiêu thức cấm kỵ là một miếng đồng. Đừng nhìn dáng vẻ sắt vụn đó mà khinh thường. Năm xưa hạ giới, Thạch Hạo đã được trải qua cảm giác bị miếng đồng ném vào đầu. Suýt chút nữa, nó đã đưa cậu đi xuống đất làm bạn với Jun rồi. Sau khi đã ngưng tụ sóng sức mạnh, hắn ta cũng ném nó về phía Thạch Hạo. Cậu giơ tay ngăn cản một cách dễ dàng. Thạch Hạo giơ kiếm huy động sức mạnh rồi tuyên bố. Nếu bản lĩnh của hắn chỉ có như thế, vậy thì có thể lên đường được rồi. Đế Sung thiêu đốt tình huyết, điều động nhiều rễ cây ngăn cản. Tiếc rằng sức mạnh của hắn lại quá yếu so với Thạch Hạo. Thanh kiếm dễ dàng chém xuyên mọi thứ trước mặt, rồi chém Đế Sung nát người. Đế Sung lại tiếp tục hồi sinh, dù bây giờ có sống lại thì cũng là đèn cạn dầu. Cơ thể đã trọng thương đến mức bố mẹ sắp không nhận ra nữa rồi. Thạch Hạo quyết định cho tên này nếm thử thủ đoạn của mình. Cậu ném khối đồng vào giữa trán hắn. Đế Sung đau đớn gào thét, cơ thể nhanh chóng phát nổ. Không gian bên trong trấn ma điện tàn vỡ. Đến đây thì Đế Sung đã chính thức bị trảm diệt. Truyền nhân bị thảm sát, đám người tiên điện phẫn nộ lập lời thề sẽ băm Thạch Hạo thành bột. Khối thành đồng bay về nơi ở của một lão gia tên là Đế Côn. Đế Côn thâm nhập vào tiên cổ đã quá lâu rồi. Chẳng biết lão ta bị vây khốn hay cố tình không ra ngoài nữa. Cho nên vẫn ở trong tiên cổ, một mình chiếm núi làm vua. Bây giờ hậu nhân bị chảm, Đế Côn lập tức đứng dậy thay đổi sang hình dạng thiếu niên,
rồi bước ra ngoài tìm Thạch Hạo báo thù.